Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 108. Chuyện lạ kỳ. Tiền thân Bahiya. Hãy học điều cần học. Câu chuyện này khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gần Tỳ Xá Ly, bậc đạo sư đã kể về một người Lichavi. Nghe nói vị vua Lichavi này có lòng tin, hoan hỷ mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và tổ chức một lễ cúng dường lớn tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua tay chân béo mập, như có tướng phát phì và ăn mặc lôi thôi. Bậc đạo sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷ rồi đi về tinh xá. Sau khi giáo giới các tỷ kheo, ngài vào hương phòng. Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường, bắt đầu câu chuyện. Này các hiền giả, vua Lichavi đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay chân béo mập, ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thể thương một người như vậy? Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà thôi, thuở xưa vị ấy cũng đã thương mến nữ nhân thân thể béo mập rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là vị đại thần của vua. Có một nữ nhân thôn quê, thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn lương, đang đi ngang qua gần sân chầu của nhà vua, cảm thấy thân bị bức bách, bèn ngồi xuống lấy áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn đứng dậy. Lúc bấy giờ vua Ba La Nại tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa sổ, thấy nữ nhân ấy liền suy nghĩ: Người này trong khi giải tỏa sự bức bách của thân tại sân vua như vậy, vẫn không từ bỏ tàm quý, dùng áo che đậy, giải tỏa bức bách xong liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn. Nữ nhân này chắc chắn khỏe mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ. Với nhà cửa sạch sẽ, nếu nàng có một đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và sống có giới đức. Ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu. Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai, vua bèn gọi nữ nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người được vua yêu thương và thân thiết. Không bao lâu, nàng sanh được con trai. Nhà vua đặt con trai nàng lên làm chuyển luân vương. Bồ Tát nghe câu chuyện về sự may mắn của nàng, liền dùng cơ hội này thưa với vua: Thưa đại vương, phàm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp, sao lại không học tập? Sự việc này do nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự bức bách của thân vẫn không từ bỏ tàm quý, biết dùng phương tiện che đậy, khiến đại vương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. Rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ Tát đọc bài kệ này: Hãy học điều cần học, dầu có kẻ cứng đầu, gái quê khéo tiểu tiền, làm đẹp lòng đức vua. Như vậy, Bồ Tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.